chánh niệm, ghi nhớ sự chân chánh. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi, cảm tình, uy quyền, phú quý được hằng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi dòng sanh tử. Để thoát chỗ luân hồi bỏ cuộc đời lầm than quạng quạ, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ đại, đất, nước, lửa, khí tạo thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy, ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình, tránh điều khổ lụy do nó gây nên. Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như thế nào mới gọi là tu? Đọc kinh có phải là tu? Không phải. Nghe pháp có phải là tu? Cũng không phải. Mỗi ngày niệm Phật, dập đầu bái Phật có phải là tu? Cũng không phải. Vậy thì sao mới gọi là tu? Tu là tu sửa, hành là hành vi. Hành vi rất nhiều và rất phức tạp. Phật quy thành ba dạng là thân, khẩu, ý. Thứ bạn tác tạo từ thân là hành vi, lời nói từ khẩu là hành vi, động tâm khởi niệm từ ý là hành vi. Nếu như thứ thân tác tạo, lời nói từ miệng, niệm khởi từ ý đều là tự tư tự lợi, đều là vì danh vì lợi, đều vẫn còn tham sân si mạng, thì không gọi là tu hành. Chúng ta nghiên cứu kinh Phật, niệm Phật thì phải niệm bỏ đi tâm hành bất thiện, đó mới gọi là tu hành. Mắt nhìn thấy sắc, tai nghe thấy thanh, khởi lên cái niệm, quan hỷ thì khởi niệm tham, không quan hỷ thì khởi niệm sân, đó đều là hành vi sai trái. Vậy tu bằng cách nào? Dùng câu Phật hiệu, tâm tham vừa khởi, Nam Mô A Di Đà Phật niệm bỏ cái tâm tham đi. Tâm sân vừa khởi lên thay bằng một câu A Di Đà Phật, đó mới gọi là tu hành thật sự, gọi là thật sự biết niệm Phật. Câu Phật hiệu này rất hữu dụng, mang hết tập khí, phiền não, nghiệp chướng ra niệm bỏ hết đi. Pháp sư Tịnh Không giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Này bạn tôi ơi, học Phật không phải chỉ nghe một bài pháp rồi trở thành Phật, thành thánh liền đâu, mà đó là cả quá trình hành trì và chuyển hóa đó. Nước đục muốn trở nên trong sạch còn mất cả quá trình gạn lọc mà. Tâm con người chứa đầy những tham lam, sân giận và si mê thì cũng phải có thời gian cho nó gạn lọc chứ. Một ngày ta đi một bước còn hơn là ngồi một chỗ để cầu nguyện gian xin thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Chậm mà chắc còn hơn là ôm cây đợi thỏ. Chẳng có ai đủ quyền năng ban phước hay giáng họa cho ai cả. Đức Phật thì càng không thể làm điều đó. Đức Phật chỉ dạy chúng ta sống theo nhân, quả, nhân, duyên mà thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, không thể nào tránh khỏi. Bởi vậy nên tự mình bước đi, đừng cứ nhìn người khác trong khi mình chẳng muốn. Đi, cứ đi rồi sẽ đến. Chỉ cần đúng đường, đúng mục đích thì chẳng có gì chướng ngại cả. Hành trang có rồi, đi đi, đừng thị phi, đừng soi mói, rồi ta sẽ trưởng thành thôi. Trời thu thấy Phật sáng ngời, nhưng ông chẳng thấy mỉm cười hả ông? Ngài ngự thế giới đại đồng, chúng con đâu thể đợi trông chờ Ngài. Bởi con sân hận si hoài, bởi con tham đắm tiền tài sắc thân, cũng vì ba chữ tham sân, si mê lầm tưởng thế trần bền lâu. Thế rồi nhân thế âu sầu, chiến tranh tranh chấp còn đâu thái bình. Biết bao đau khổ nhân sinh,
chia ly mất mát tuyệt tình thù dương, hy sinh chết chóc đau thương, tan nhà nát cửa trên đường chia ly. Khóc thương kẻ ở người đi, khóc cho nhân thế còn gì khóc thương. Bởi ta chẳng thấy con đường, chân trời rộng mở luân thường tự nhiên, vạn vật tự tánh luôn hiền, vạn vật vũ trụ thiên nhiên hài hòa. Nhưng không do bởi lòng ta, si mê sân hận mãi mà không xong, thế lên đau khổ như dòng. Sông sâu biển rộng cầu mong được gì, thôi thì thức tỉnh giấc đi. Say sưa mê mãi làm chi sắc trần, quay về tự tánh thiện chân. Anh em hòa thuận không phân bạn thù,